Hi mọi người, sau gần một tuần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã nhận được cái cua cầu kỳ rồi nè. Order gần 2kg nha, vì cua này cũng khá hiếm á. Người ta giao đến thì còn sống thì tôi sẽ đem đi hấp. Hấp trong thời gian ngắn thôi, như vậy cua mình sẽ ăn ngon hơn. Được cái cua này mình nhìn rất là cua te và đẹp luôn á. Sẽ ăn kèm với nước chấm shop đó cho mình kèm nè. Ấn tượng đầu tiên với cái loại cua này thì mình thấy đầu tiên là giá cả rất là thấp luôn. Cua thì trơn tru nhìn rất là đẹp và đặc biệt cái là con cua nhìn rất là cua te đó mọi người. Còn bây giờ mình sẽ ăn và chia sẻ cảm nhận với mọi người nha. Sau khi mình dùng muỗng mình đập cái mai ở trên á, mình phải công nhận một điều, mình ta nói gạch bà quá trời rồi, cái nước béo chảy ra nữa, đặc biệt là có thêm cái gạch đỏ nữa. Và sau khi mình ăn mình cảm thấy nó vừa béo nè, cái mùi nó cũng thơm nữa. Nhưng mà loại cua này thì thịt rất là ít luôn nha mọi người. Khi con to thì mọi người ăn thì sẽ có một tí xíu thịt thôi, và những cái chân bé bé của tụi nó thì không ăn được tại vì không có thịt. Cái càng to thì mình đập ra thì có thịt thôi nha. Sau khi mình ăn xong thì mình thấy cái gạch này cũng khá giống với cua nâu, nhưng so về độ béo thì không bằng cua nâu lắm. Cái này mình cũng chia sẻ theo cảm nhận cá nhân của mình thôi, nhưng mà chưa tới 200 cành một ký mà cua như vậy thì mình cảm thấy rất là chất lượng luôn, bị bất ngờ mọi người. Loại cua này mọi người cứ ăn những con càng nhỏ thì nó càng ngon nha. Nếu cua mà to thì nó sẽ có thêm một tí thịt thôi. Ngoài ra thì chủ yếu là tập trung là về gạch là nhiều. Là bạn nào mà kiểu như là thích ăn gạch cua thì nên ăn cái loại cua này. Nhưng mà mình thấy cái loại cua này thì cũng khó mua lắm. Trong Hồ Chí Minh rất ít người bán cái loại cua này. Nên là nếu mọi người muốn mua ăn thì chịu khó tìm tí xíu là ra nha. Cái mâm mình đang ăn là gần 2kg nên cái mâm này ăn tầm 2-3 người rồi vẫn dư luôn. Bạn nào mà ăn một mình thì nên order 1 ký thôi. Vì 1 ký tầm 8-10 con lận. Cũng không nhận hay ghê, tuy là vận chuyển xa từ ở ngoài đó vô tới Hồ Chí Minh mà vẫn còn sống. Mình có thể nhìn cái gạch mà mình lột ra đây nè, là con bé xíu thôi mà nó ngon đến như vậy luôn á. Nó là lần đầu tiên mình ăn cái loại cua mà đáng tiền kinh khủng đến như vậy luôn. Cua này bây giờ mà tôi nói tôi mua 2 triệu một ký chắc người ta cũng tin luôn quá, vì nó đẹp lắm mọi người, nó đẹp không có từ diễn tả luôn á. Thử cua cầu kỳ vì nó rất ngon nha.